Cường xin chào anh em ha. Thì ngày hôm nay là Cường sẽ có một cái clip để quay chia sẻ với anh em, là một cái cũng như là một cái thắc mắc mà Cường thấy rất là nhiều anh em mình chưa có giải quyết được anh em ha. Đó là vì sao một cái cây nó lại cao tiền mà một cái cây nó lại thấp tiền nha anh em. Đó, thì ngày hôm nay là Cường sẽ lấy cái cây này để Cường làm ví dụ cho anh em xem tại sao cái cây nó lại mắc tiền, cao tiền mà một cái cây nó lại là bình thường, nó rất là rẻ anh em ha. Đôi khi là nó không bằng 1/10 giá luôn. Thì ngày hôm nay là Cường sẽ chia sẻ cái điều đó đối với những anh em mới tập chơi ha. Còn những anh em nào đã chơi lâu năm rồi, chắc chắn anh em nhìn một cái cây, anh em sẽ hiểu được tại sao nó lại cao tiền và tại sao nó lại gọi là thấp tiền nha anh em. Đó, thì ngày hôm nay là Cường sẽ bắt đầu phân tích cái cây này để cho anh em hiểu được là tại sao có một cái phôi nó rất là nhiều tiền như vậy. Đó, thì nó sẽ có những cái sự khác biệt như thế nào. Thì bây giờ là Cường sẽ mời anh em đi vô chi tiết cái cây để anh em hiểu rõ hơn về cái vấn đề đó anh em ha. Rồi ok, bây giờ Cường mời anh em đi vô chi tiết cái cây nha. Rồi, như trước mắt anh em đây là hai cây anh em ha, có thể nói là cùng một cái size mà nữa nói là cùng chung một phân khúc á. Thì điều đầu tiên đặt vô mắt anh em đó chính là cái mẫu đế. Thì cây bên này nó vẫn có đế nhưng mà nó không phải là 24 giờ đế ship đẹp như cây số 2 này anh em ha. Cường tạm gọi đây là cây số 2 ha. Đó, anh em thấy không? Về cái độ đế của nó thì bốn mặt nó đều có những cái cọng đế trải dài như thế này và nó nở cũ anh em thấy không? Đó, đây là một cái điều hơn ha. Cường sẽ nói về cái điều hơn trước. Đó, và đây cây số 1 anh em sẽ thấy là cái bộ đế nó sẽ không bằng ha. Và cái điều thứ hai đó là cái độ già. Thì cây số 2 này nó già hơn hẳn luôn nha anh em. Đây Cường quay một lần hai cây cho anh em thấy ha. Đây cái da bên này, cây số 1 này nó chưa đủ độ để già. Đó, còn cây số 2 này đã rất là già ha. Đó, và cái điều thứ ba nữa là cái đường thân. Đường thân cây này chỉ là một cây trực. Đó, mình quýnh theo cái phong cách thiên nhiên thì tùy theo anh em thích thôi ha. Còn cây bên này mình cũng quýnh theo phong cách thiên nhiên nhưng mà nó lùng lực hơn nha anh em. Đó, và anh em để ý ha. Đây, và đó là những cái cơ bản anh em có thể thấy được là tại sao cái phôi bên này nó lại cao tiền hơn cái phôi bên này. À, số 1, số 2 này nó cao tiền hơn phôi số 1 này nha anh em. Đó, ngày hôm nay Cường so sánh thực tế vậy luôn để cho anh em hiểu được tại sao nó lại cao tiền ha. Tại một số anh em có thể thấy những cái cây nó nhỏ xíu thôi nhưng mà cái giá của nó cao gấp mấy lần những cái cây khác luôn. Đó, và cái điều quan trọng nhất mà anh em ưa hiểu lầm đó chính là anh em sẽ thấy cái bộ tán bên này nó đã đầy, nó nhiều hơn cái bộ tán cây số 2 này. Nhưng cái lá này nè, nó giống như là tóc con người mình vậy đó, mình có thể thay đổi và vài tháng thôi nó đã la ra rồi nha anh em nha. Còn cái cốt đẹp thì bản chất của nó phải rất là lâu năm. Còn cái bộ tán này thì mình có thể làm được rất là lẹ, cho nên là mình ưa nhìn vô cái bộ tán đầy thiệt đầy để mình mua cây. Đó, thì cái chuyện này là mình có thể làm được, mình làm rất là nhanh. Vài tháng là mình đã tạo tác ra ha. Cho nên là anh em lưu ý cái điều đó, anh em mình ưa sai lầm là mình chọn cái bộ lá nhiều. Lá nhiều nó không quan trọng đâu anh em. Anh em nuôi tốt là lá nó sẽ nhiều thôi ha. Đó, và đương nhiên cái bộ tán nó lá nhiều á thì cái cây nó mới đẹp được. Nhưng người ta sẽ xét gọi là gì? Nhất đế, nhì thân, tam cành, rồi tứ mới là lá nha anh em, cái thứ tư mới là lá lần. Đầu tiên là đế, thân, xong tới cành. Đó, đường thân nó có gọi là uyển chuyển hay không? Rồi cái bộ cành mình phân chia nó có đẹp hay không? Đó là cái chuyện cao thấp của một cái cây nữa. Đó, đó là chuyên sâu hơn luôn anh em ha. Đó, thì đó là cái những cái cơ bản nhất mà anh em cần phải nắm ha. Gần nhắc lại, nhất đế, nhì thân. Đây, nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ lá. Đó, thì cái đó là anh em sẽ phân chia cái đó ra để cho mình biết được cái độ cao tiền của một cái phôi ha. Và cái độ non già, cổ, kỳ, mỹ. Đó, thì những cái gọi là cái đánh giá đó là từ xưa ông bà mình đã dạy rồi nha anh em. Thì cái chuyện đó là anh em phải cân nhắc ha. Chứ không phải là mình thấy một cái cây nhỏ mà mình nói nó cao tiền, không phải. Tại vì sao nó cao tiền? Nó phải có cái lý do nha anh em. Đương nhiên sẽ không có những không tránh được những người gọi là họ lợi dụng vô cái điều đó để họ làm tầm bậy. Nhưng anh em phải biết phân tích ha. Thì ngày hôm nay là Cường phân tích như vậy để anh em coi ha. Như cái này bộ tán mình làm cũng rất kỹ nè. Nhưng mà nói để mà cái cây này, cây số 2 này sau một thời gian nữa nó có bộ tán như này thì cái giá trị cây số 2 này sẽ gấp 2 3 lần cái giá trị này luôn nha anh em. Đó, hiện tại cây số 1 bộ tán nó đẹp hơn. À, nhưng mà khi mà thời gian nữa cây số 2 này bộ tán nó đẹp như cây số 1 thì cây số 1 này không bằng giá cây số 2 này được ha. Tại vì sao? Nhất đế là đế này đẹp hơn cây số 1, đường thân đẹp hơn cây số 1, độ già đẹp hơn cây số 1 luôn. Đó, thì đó là cái những cái mà anh em cần phải lưu ý nhất ha. Đó là cơ bản nhất mà ngày hôm nay Cường muốn chia sẻ với anh em là như vậy nha. Rồi,
Và trong cái quá trình chơi, anh em cần thắc mắc gì nữa thì cứ liên hệ với Cường ha, 0374 113366 hoặc là 0937787700, số nào cũng có Zalo hết nha anh em nha. Rồi, anh em nào cảm thấy mà cái chia sẻ của Cường có những cái hữu ích thì anh em có thể đăng ký kênh để nhận được những cái clip sớm nhất của Cường ha. Và anh em nhấn một cái lượt thích và một lượt chia sẻ giúp Cường nha. Rồi, Cường Vinh cũng xin chúc anh em có thật nhiều niềm vui bên thú chơi cây cảnh của mình ha. Chúc anh em có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.